Tao ghét cái cảm giác này mẹ. Buồn bỏ bố đi rồi. Buồn thì uống đi. Này, tao đi rồi thỉnh thoảng sang thăm bố thằng Viễn nhé. Cả chị Mận nữa. Có việc gì sắn tay lên mà làm. Biết rồi, không phải dặn. Mày mà đi tao cũng chỉ tập trung vào làm ăn. Nghĩ lại ba thằng mình từ trước giờ ất ơ vãi, chẳng làm cái gì nên hồn. Thì bây giờ đừng ất ơ nữa. Tuổi trẻ thằng Viễn kết thúc rồi. Giờ chỉ còn tao với mày thôi. Dù thế nào vẫn phải tiếp tục. Hiểu không? Tao chả hiểu gì. Ôi kệ đi. Hết đi. Đâu đây? Chú có thấy cái gì không? Không có gì. Nhưng... À? Nhưng làm sao? Suốt từ lúc nãy em có cảm giác cứ có ai đi theo mình. Đâu đây? À? Về. Về? Về là về thế nào? Bác nói bác là trưởng thôn, bắt em đi cùng để ra đây thị sát, xem tình hình thế nào còn gì. Mà thôi, nhưng mà tôi nghĩ kỹ rồi, không có sát có hạch gì hết. Thôi, về. Để mai tôi sắm một cái lễ, chú đến chú cúng, thế là xong.